Rồi, mình xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà buổi sáng đầu tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc và mạnh khỏe bên gia đình người thân nha. Mình bữa nay mình sẽ làm món ăn gia đình nữa nha mọi người. Mình sẽ làm món khổ qua giòi, khổ qua hàm giò thịt á với tàu hũ chiên xả. Tại bữa nay thấy thèm hôm qua rồi với tàu hũ chiên xả, mình đi mua đồ gì mình làm. Rồi mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. Đây, tàu hũ mình mua 4 miếng tàu hũ nha cả nhà. Mình mua 4 miếng tàu hũ, lát mình sắt xéo vậy nè. Nó xéo xong cái mình nhét xả bào với nêm hạt nêm vào vô. Xả mình mới bào, mới xay bằm nhuyễn ra nha cả nhà. Đó, xả bào nha, mới bằm ra. Lát mình sắt sắt giò sắt xéo xong cái mình nhét vô. Rồi khổ qua mình nãy mình mua 10 trái mình sắt đôi ra, móc ruột hết rồi. Thịt bằm này nãy mình nêm nếm luôn rồi nha mọi người, nêm nếm rồi. Giờ mình chỉ có mở nước lên cho nó sôi, cái bắt đầu mình cái sôi lên cái mình giò mình bỏ vô luôn nha. Cửa cho sáng đó, giờ mình nấu nước cho nó sôi rồi mình giờ mình tiến hành mình ướp xả cho tàu hũ. Hôm nay làm hai món nha mọi người, hủ qua hầm giò thịt với tàu hũ chiên xả. Rồi để mình làm cho người xem nha. Quậy ra đi. Quậy nước. Quậy có tiếng. Nói đâu có nào dạy được. Cho ai cháu huynh. Nhà bãi gì nữa bãi hồng. Rất là bà ngoại luôn. Cháu ngoại gì? Ôi cháu bà bãi gì? Bãi hồng. Sắt ra vậy nha mọi người, sắt ra nữa xong cái mình nhét xả vô, bỏ bột nêm vô nha mọi người. Mình ướp hạt nêm thôi, không cần gì hết nha mọi người, ướp hạt nêm thôi.
mình vô trên trên nó thấm ngay chỗ mình cắt á, nó thấm. Bốn miếng à, giờ có hai cha con ăn, chắc ăn hai miếng, chiều hai miếng nữa quá. Đó, giờ đó, bốn miếng. Đó, bốn miếng mọi người. Bốn miếng xong là chiên hai miếng à, chiều hai miếng là chiều. Sáng làm buổi ăn cử là tới chiều ăn tới chiều. Đây. Mình đã ấp xả xong. Toàn hũ ấp xả xong rồi nha, lát mình chiên. Để cho nó thấm miếng đi. Giờ bắt đầu nước sôi rồi á, cái mình nhét thịt vô củ qua nha, nhét thịt vô củ qua. Nhét vô nước sôi, nhét một giọt bỏ vô luôn nha mọi người. Đó, nhét vô. Nhét vô nè. Củ qua giòi thịt. Sáng giờ không ăn gì, mới uống ly cà phê giờ nó rung tay à. Này chắc dư quá. Dư thịt lát, giờ dư thịt lát mình phải mình lấy trộn với hộp vịt á, cái mình nặn thành bánh, cái mình chiên ăn cơm cũng ngon lắm. Thì ớt với hộp vịt chiên nặn thành bánh chiên ngon lắm. Sáng giờ lo bán cà phê rồi pháo nhà nấu cơm rồi giờ thôi đồ, bây giờ đói không ăn, không có thời gian để ăn sáng nữa, đói run tay chân run rẩy. Rồi mình cũng hồi xưa mình cũng nấu ăn dở dạ ha, mình cũng tập nấu, giờ thấy là nấu sao mình bắt chước theo mình nấu, cũng từ từ cũng cứng nghề, không thấy cũng được rồi.
Mình thích ăn khổ qua hàm lắm nha. Khổ qua hàm mình làm ăn mình thích lắm. Làm một chén mắm mặn cho cay lên ha, mắm ta y mình á. Làm cho cay lên, sắc cho 2-3 trái ớt vô. Chấm vô ăn đã. Mình rất thích món khổ qua hàm. Không đời này cũng mấy tháng rồi chưa ăn, thấy thèm quá mình chạy đi mua làm. Sáng rồi đi chợ mua có hai món, giờ là cả 100.000. Món nồi nhỏ quá chắc tầy quá bạn ơi. Vừa đủ nồi, còn miếng thịt xay mình dón cục là mình nặng viên ra cái mình bỏ vô nha các bạn, còn ít nè, còn tính đâu nhiều chiên hụt thịt, chiên thịt ngon lắm, thịt bằm trộn với hụt thịt, đập hụt thịt bỏ vô trộn ăn ngon cực kỳ luôn. Còn như đây mình làm viên luôn. Như là cái mình bỏ vô luôn.
Hành này lát lát mình chín xong mình rắc lên với tiêu xay, mình có hủ tiêu xay. Ngon rồi đó, thấy ngon hấp dẫn chưa? Ngon quá các bạn ơi. Rồi mình sẽ chiên đậu hũ luôn nha. Chiên đậu hũ luôn. Tiếp gà đây hư rồi. Xài được con bên này. Bên đây phải dùng lỗ mồi nữa rồi. Thấy nồi khổ qua hầm của mình hấp dẫn không? Bạn thấy thích không? Mình rất thích ăn cơm với khổ qua hầm. Quá ngon. Giờ mình chiên thì mình sẽ chiên tàu hũ. Tàu hũ với xả. Vớt bột dơ ra nha mọi người. Quá ngon. Tuyệt vời. Nồi hơi nhỏ ha. Nồi hơi nhỏ. Rồi mình sẽ lên luôn nha. Lên hạt nêm. Miếng muối. Hai muỗng canh muối. Hai giá đường. Sẽ bỏ tàu hũ vô chiên. Hai miếng thôi nha mọi người. Hai cha con ăn hai miếng. Còn hai miếng chiều làm bếp. Thank you.
mắm ớt luôn nha, mắm mặn. Ớt hết rồi còn hai bát tỏi khô. Món món củ qua hàng này là ăn với nước mắm mặn mà ớt cay nha, là đắt hạt nha, mình rất thích ăn như vậy. Mở cửa không ra được không? Cái gì ạ? Quá ngon các bạn ơi. Quá. Còn giải làm được luôn nha. Góc hành bỏ đi luôn nha. Thank you.
nóng quá, nóng quá. Quá nóng. Rồi, chính là mình vớt ra nha mọi người. Xem cho mọi người xem cái nha, xong rồi để mình à, quá ngon mọi người, xong rồi, quá đẹp. Tàu hũ chiên muối xả. Tàu hũ chiên muối xả vàng rôm, thơm ngon. Củ qua hầm, củ qua hầm mình dồi thịt nha, củ qua hầm dồi thịt. Nước mắm đặc biệt ăn củ qua hầm phải ăn với nước mắm mà mặn nha, ớt vô ngon lắm. Mình thích y vậy luôn, đã ăn cơm đã lắm. Rồi một lần nữa mình xin chúc mọi người là một ngày đầu tuần thật mạnh khỏe, thật vui vẻ và tràn đầy sức sống và đầy thành công trong công việc nha. Rồi, nếu mà xem clip xong thấy hay thì mọi người cho mình một đăng ký, một chia sẻ và bình luận, mình sẽ trả lời nha. Rồi, tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.